top 10 nhân vật âm hiểm xảo trá ngoan độc. Lên bảng không giới hạn ở người, cũng có thể là thế lực nào đó. Những người này cũng không phải bởi vì thời thế bức bách, mà là bản chất vốn đã ác liệt, bởi vì một tia chấp niệm hoặc là ác ý, làm ra chuyện hung ác. 10. Trung Châu Thái Gia, hậu duệ Nguyên Thiên Sư đời thứ 3, bởi vì thi giải chứng đạo không chỉ thất bại, lại thêm oán niệm bản thân mà tự thành nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa hậu nhân Thái Gia, tàn hại tử tôn đồ diệt sinh linh vô tội. 9. Diêu Quang Thánh Tử, người này vốn là phàm thể, cơ duyên được ngoan nhân nhất mạch truyền thừa, trên mặt nổi là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, sau lưng lại mơ ước Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. 8. Âm Dương Giáo, ở trong chư tử bách giáo là đại giáo có thể vào chức năm, lại âm thầm bắt cóc trẻ nhỏ có thiên phú, làm lớn mạnh chính mình, thậm chí ở một ít tình huống đặc thù, không tiếc đại khai sát giới. Bởi vì bắt cóc trẻ nhỏ dễ dàng, cho nên bọn họ đánh đập không thương tiếc, số lượng trẻ nhỏ thiên phú tốt chết ở trên tay bọn họ cũng không phải số ít. 76. Sát thủ thần triều, nhân thế gian và địa ngục. Tổ chức sát thủ mạnh nhất tồn tại từ thời đại hoang cổ, đại năng chết dưới tay họ nhiều vô số kể. 5. Bỉ Ngạn Thần Vực, chính là một mảnh tinh vực rộng lớn ở Bỉ Ngạn, sinh linh nhiều vô số kể, được xưng là thần chi lĩnh vực, nhưng trên thực tế là nơi giam cầm thần ma. Thần vực chi chủ vẫn tự hào xưng thần, lợi dụng vô tận sinh linh tín ngưỡng chi lực mà tu luyện. 4. Địa phủ, sinh mệnh cấm khu thứ 8, được sáng lập bởi Minh Hoàng. Bọn họ đi qua thi thể hồi hồn linh huyết phục sinh, nghiên cứu ra vạn linh huyết chế tạo nguyên thủy nguyên thần quái vật, thậm chí thu thập thi thể và linh huyết đại đế, trải qua linh huyết chớ chú có thể khôi phục chiến lực đại đế, trở thành khôi lỗi cho bọn họ sử dụng. 3. Trường Sinh Thiên Tôn, một trong cửu thiên tôn thời đại thần thoại, sáng tạo cửu bí chữ giả, chủ nhân tiên lăng. Nhắc lên đại chiến giữa cổ thiên đình và địa phủ, lợi dụng địa phủ bí thuật nguyền rủa thánh thể, phát động hắc ám náo động thôn phệ 1 tỷ sinh linh. 2. Bất Tử Thiên Hoàng, ở trong năm tháng kia, hắn ngụy trang chính mình đã chết, lại bắt đầu lén lút tập kích cổ hoàng đại đế còn lại. Thông qua tắm rửa đế huyết niết bàn trọng sinh, vài vạn năm qua đi, rất nhiều cổ hoàng đại đế đều chịu độc thủ của hắn. 1. Đế Tôn, tại bên trong chư đế, hắn là chí tôn, khai sáng cửu bí chữ giai. Người này khí thôn thiên địa, lập chí muốn luyện hóa một lò, mang theo thiên đình cùng phi thăng. Nhưng trên thực tế là hy sinh toàn bộ chư đế trong cổ thiên đình, tế luyện đế binh thành tiên khí, để chính mình phi thăng tiên vực, nhưng cuối cùng thất bại. Về sau hắn lại tiếp tục lập ra âm mưu khủng bố hơn, đồng thời tế luyện toàn bộ sinh linh hai thế giới, thành tựu vô thượng chí tôn tiên khí thế giới đỉnh, kết cục vẫn là thất bại,